cái tắp lô của Nam Sinh nó bố trí rất là đẹp. Đây, đơn giản mà rất là đẹp. Đấy. Các bạn nhìn cái tắp lô của máy Nam Sinh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cắt thử. Có ấy khoảng tương đối được cắt màn hình rất là đẹp. Cắt nghiêng 45 độ. Cực đẹp luôn.